Đây là pha cản phá của thủ thành Iraq Hassan Ahmed trong trận gặp Úc. Đây những pha cứu thua tuyệt đẹp nhất trong năm vào tứ kết và tám đội tam kết, thì trong đó có 5 thủ thành. Tiếp theo chúng ta xem, đây là thủ thành Quang Văn Chuẩn của Việt Nam trong trận gặp Hàn Quốc. Anh cũng cứu thua được rất nhiều bàn, đây là một trong những bàn rất là đẹp. Cái thủ thành thứ ba được vinh danh đó là John Suzuki của Nhật Bản trong trận gặp Ả Rập Xê Út. Anh cũng có pha cản phá ở cái góc cao, góc xa rất là khó mà anh đã làm được. Và đây là thủ thành Salazakra của Qatar trong trận gặp Uzbekistan. Chúng ta xem lại, đây là những pha cứu bóng ngoạn mục nhất. Và cuối cùng là của Surian Abdullah của UAE, tức là Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, trong trận gặp Ả Rập Xê Út.